cả quý vị khán giả. Một tuần lại qua và bây giờ chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tiếu Lâm Nhạc Hội. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Red Moon Picture thực hiện. Thưa quý vị, một tuần vừa qua chúng ta đã được gặp gỡ những nhóm thí sinh vô cùng đáng yêu và duyên dáng. Vậy thì trong tuần này, với những nhóm thí sinh mới chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị khán giả những tiết mục vô cùng độc đáo và ấn tượng. Nhưng mà quý vị khán giả cũng đừng quên là chính quý vị khán giả sẽ trở thành những vị ban giám khảo để có thể bình chọn nhóm đặc nhất nhì ba của mỗi tuần, với giải thưởng giải nhất trị giá 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng. Còn bây giờ, Sam sẽ công bố nhóm thí sinh nào đạt giải nhất nhì ba trong tuần vừa rồi. Bảo đảm là quý vị khán giả cũng đang rất nôn nóng đúng không nào? Chúc mừng nhóm Son có lượt xem nhiều nhất giải thưởng 15 triệu đồng. Nhóm 2 có lượt xem nhiều thứ hai, nhóm Heyman 10 triệu đồng. Và nhóm thứ 3, Sức Sống Trẻ 5 triệu đồng. Xin chúc mừng cả 3 nhóm. Còn bây giờ thì Sam xin mời tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhóm thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng nghe đến câu chuyện Robinson lạc trên đảo hoang rồi đúng không ạ? Thực sự khi mà nghe đến câu chuyện đó thì Sam cũng đã từng tưởng tượng là nếu như mà mình lạc trên đảo hoang thì mình sẽ làm cái gì? Nhưng mà đôi khi nghĩ á, nếu mà thật sự nha, câu chuyện đó mà xảy ra thì có thể là lúc đó mình đã sợ cống người mà không có biết làm gì hết, chắc là xỉu mất rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhóm Chuẩn Đam Mê để xem khi lạc bước trên đảo hoang thì họ sẽ gặp phải những câu chuyện gì và họ đã giải quyết tình huống ra sao, cùng với lại đạo cụ là dây thần nhé. Người vui quá. Em chào anh, em chào anh. Chị ơi. Ô anh chị, anh chị. Thấy em không? Em nè em. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Cứu với. Có người, có người, có người. Có người chết đuối. Lại lên, lại lên, lại lên. Ông sao rồi, ông sao, ông sao rồi, ông sao rồi, ông sao rồi? Sống rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Có chết đâu mà cứu. Ủa chứ sao? Tự nhiên ta đang kéo cano vui quá trời vui, người kéo vô đây chi vậy cha? Ủa cái kỳ vậy? Kéo cano tức là không có kêu cứu đúng không? Ừ. Không kêu cứu sao giơ tay vẫy 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 vậy là sao? Ông bị điên hả? Tôi kéo hồi máu nó tụ lại, tôi giơ lên cho nó lưu thông á. Nếu mà vậy thì sao tự nhiên la sao? Tao sảng khoái tao la không được hả? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Giờ sao giờ, sao giờ? Cho tao hỏi nè, ở đây là chỗ nào? Ở đây hả? Đảo quan. Thôi 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 thôi. Mỗi lần vô một cái chuyện buồn là lên cái nhạc bi thảm à. Bây giờ mình phải làm khác đi. Khác hả? Ừ. Vậy em hỏi lại đi. Ở đây là đâu? Đảo quan. Ủa, đảo quan là về không được đúng không? Đúng rồi. Ôi
Vậy sao? Tao đang đuổi Cano, đang vui gì kéo lên cái đảo quan rồi sao về? Tôi xin lỗi, À, ông đừng bình tĩnh đi. Cái trường hợp của ông á cũng giống trường hợp của tôi thôi. Mà tôi thấy ghê hơn ông nữa. Hồi nãy á, tôi đang leo núi. Đúng rồi, cái sợi dây này nè, tôi đang đu dây nha. Tôi đang đu lên, tôi leo núi nè. Tôi leo. Tôi leo lên nè, leo từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. Leo quá trời luôn. Xong cái một cơn gió mạnh thổi qua, cái tôi bay, đứt dây, tôi bay. Xin lỗi. Không sao rồi. Trời ơi. Đi nè, nó vướng tè lè đi nè, làm cái gì vậy? Không sao. Tự nhiên tao đang ngủ rồi đó. Kéo tôi lên đây làm sao? Không, bây giờ bình tĩnh nha. Bây giờ á, để vô cái tình huống mà mình bị lạc vào một nơi mà không có ai á, trước mắt điều đầu tiên, chúng ta phải quan sát. Quan sát hả? Bầu trời có gì nè. Có gì không? Bầu trời. Biển. À, 3G. Ủa, có 3G hả? Có 3G là phải có điện thoại nha. Có, đúng rồi, có. Có điện thoại hả? Có nè, quên. Ủa mà điện thoại hồi nãy rớt xuống nước có sao không? Yên tâm đi, bây giờ nó hiện đại lắm. Nó có thể vô nước vẫn xài được. Ủa vậy hả? Cho tôi mượn đi. Rồi, để. Mở màn hình được nè. Chụp hình selfie. Ủa vậy hả? Chuẩn bị nha. 2, 3. Ê, khoan. Chụp hình kêu cứu sao vui vậy? Ủa, buồn. Lên, 2, 3. Ủa, mà sao mà ông vẫn vui? Vui cho người ta có cảm tình, ta cứu. Rồi rồi không? Bây giờ tôi ghi chữ vô nè. Cứu tôi với. Rồi, ghi vô. Số điện thoại của ông số mấy? 090-7979-274. 090-7979. Nhanh lên. Rồi, xong rồi đó. Rồi, gửi đi. Ủa? Ê, đâu có 3G. Có 3G mà. Không có 3G nè. Nè, tôi thấy ba cái gờ đá nằm đây nè. Cái gì vậy ba? Thì nãy ta đang coi biển rồi ba cái gờ đá nè. Trời ơi, 3G là... Bây giờ cái không có 3G, không có wifi luôn sao mà gửi đây nè. Thì bây giờ tìm cách nào? Chứ trên cái hòn đảo này có cái gì đâu mà bây giờ làm sao cách nào để liên... Có cách gửi rồi. Có rồi hả? Không cần bay wifi, không cần 3G luôn. Đi gửi lại đi. Gửi sống mạnh luôn. Gửi nhanh đi, gửi nha. Hãy gửi đi. Gửi đi. Gửi xong chưa? Gửi xong rồi. Xong rồi trả cái điện thoại đi cha. Ủa điện thoại đâu nữa trả? Thì mới gửi xong rồi phải trả điện thoại cho tôi chứ. Không, gửi cho sóng biển cuốn ra đất liền á. Giờ bắt đầu từ đâu cũng không thể biết khi nào ta đã... Điện thoại trả góp 0%, mới trả có 2 tháng. Mày thả trôi biển. Không, phải vui lên, cái này mình hy sinh. Không, mình mất cái điện thoại, xong rồi mình thả ra cái tới đất liền á, ai mà lụm được á, người ta sẽ biết mình bị ta cứu. Cứu bằng cách nào? Thì người ta gọi cái số ông hồi nãy đó. Rồi lấy cái gì mà nghe? Thì nghe. Tao giết mày, trời đất ơi. Cái điện thoại tao mới chặn góp có 2 tháng rồi đó. Tất cả là tại ông á, tự nhiên kêu người ta lên cái đào hoàng. Bây giờ không có về được là tại sao? Trời ơi, tôi nói lỡ, tôi xin lỗi rồi mà, đừng có khóc nữa. Trời ơi, thì bây giờ tìm cách sinh tồn, đừng có khóc nữa. Thôi, đừng có khóc nữa. Đừng có khóc. Có khóc đâu. Đang làm gì vậy? Ráng đôi tay đã. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Bây giờ quốc là sinh tồn nè, không có tìm cách đi. Tự nhiên cái đi ra được. Đã không? Ôi, tự nhiên người ta đang nói chuyện cái đái lỗ tai người ta là sao? Phải tìm cách sinh tồn trước. Còn cái chuyện mà thư giãn thì đã. Đã không? Đã. Ê, trời đất ơi, trên áo rách nguyên một cái lỗ luôn kìa. Sao vậy? Sao mà đi ra đường mà không có tương tất gì hết á? Ông có biết á, là như vậy người ta sẽ đánh giá cả một cái dòng họ của mình. Mai mốt ra đường là phải tương tất, biết chưa? Nè, mới làm cái gì trên áo tôi vậy? Thì tôi giá áo cho ấy ấy đó. Ồ, giá bằng cái gì mà sao chắc quá vậy? Giá bằng tóc của tôi. Wow. Tóc hả? Tóc của tôi hiệu nghiệm lắm đó nha. Wow. Tóc của tôi đó hả? Có thể giá áo nè. Chưa hết đâu,
vào mùa đông giá lạnh, tóc của tôi có thể đang thành một cái áo len mặc vào ấm áp cả một mùa đông. Hồi nãy tôi rái đã lắm, đã rất đã thư giãn đó. Thì đã phải thư giãn chứ sao. Đã lắm. Ủa đi đâu vậy? Đã lắm. Tự nhiên đây vô kéo vô đó làm chi trời. Đã lắm. Công nhận nha. Hồi đó với giờ chỉ coi thôi chứ chưa bao giờ làm thử. Nay làm thử thấy mình làm cũng được quá chứ. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Phải hy sinh như vậy thì mới làm được cái khác. Ông làm được cái gì? Cái này nè. Trời ơi, mái tóc thề của tôi đây sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mà thôi đi, có gì đâu mà làm thấy ghê vậy. Mình hy sinh bộ tóc, nhưng mà đổi lại bây giờ mình làm được một cái lưới nè. Mình đánh cá, mình có cái để ăn. Chuẩn bị tâm lý là kéo chài nha, đều tay nha. 2, 3, chúng ta cùng kéo chài, vô. Trời ơi, tóc của tôi nó nặng dữ vậy không? Ê, kéo đi. Tôi thấy nặng cũng khá đầy rồi đó. Nè. Rồi, kéo đi ha. Ê, rồi. Rồi. Coi được cái gì, ăn được, xài được không nha? Cái dĩa nhựa, không xài được. Cái đồ trụng hủ tiếu, không xài được. Cuộn băng keo, không xài được. Cái lược. Ê! Không xài được. Ôi, có gì đâu mà buồn. Bây giờ lỡ không xài được rồi, bây giờ mình kiếm cái gì nó xài được mình xài, không còn nhiều mà. Bình túi cây, bình ga, cây súng, băng keo. Ê, tôi công nhận với ông nha, ở dưới biển này đúng là biển thần kỳ, cái gì cũng có nè, thấy không? Ba cái trái cây rồi tùm lum tùm la. Ê, có con gà ác luôn nè ba. Trời ơi, tôi không ngờ mà ở dưới biển mà có bà gà ác, bà còn sống, bà bơi ở dưới luôn á. Ê, gà ác ăn được. Của tôi. Sao ích kỷ quá vậy? Cái gì ích kỷ? Ủa thí dụ giờ có con gà nhìn ăn mình là sao? Chứ ông nghĩ đi, con gà có chút xíu à, hai thằng ăn sao nó? Thì bây giờ nè, nó có chút xíu à, thì nuôi cho nó lớn lên. Rồi chừng nào nó mới lớn? Thì chắc cỡ 1 tiếng à. Gà ác mà ba làm như gà ảo vậy, 1 tiếng. Thấy được thì cứ thì có cái chuyện ăn vàng không? Tao nói vậy định ăn không? Chạy tụi. Ê, trời ơi, định ăn sống luôn hả? Sao mày tao định ăn sống luôn hả? Ê. Sao nó thành con gà nướng rồi? Ăn được. Con thân mến, có phải con gà này các con vừa làm rơi xuống biển đúng không? Dạ thưa bà, không phải. Con gà của tụi con có bé xíu à, chứ đâu có là con gà ngon như con gà này. Tốt lắm. Ủa đâu chân, trời ơi. Các con ra đây. Đi đâu vậy hả? Dạ đi trốn. Làm cái gì phải trốn? Tại bà cười cái hết hồn sợ quá. Trời ơi, tại sao phải sợ ta? Trong khi ta ra đây để cứu các con cơ mà. Vậy à, bà là ai? Ta xin trân trọng giới thiệu, ta chính là công chúa Thủy Điện. Hồi đó giờ nghe công chúa Thủy Tề, ai nghe công chúa Thủy Điện bao giờ? Nông cạn, công chúa Thủy Tề là một người khác. Còn ta cai quản cái nguồn điện ở dưới đại dương này, nên ta là công chúa Thủy Điện. Các con vẫn chưa tin ta. Đây là một chiếc đèn bình thường, nhưng khi ta cầm vào, nó sẽ tự động phát sáng. Wow, hay quá. Hay chưa? Con cầm vô nó cũng phát sáng nè.
Ủa mà cái này xài bằng pin. Thì tao đâu có nói nó xài bằng điện đâu. Nè, nếu các con chưa tin đúng không? Đây, nhờ có điện nên ta đã nướng được con gà quay này cho các con nè. Ăn được. Ăn được. Các con là ai? Tại sao lại lạc vào cái hòn đảo này? À, tụi con nè, là... Nhưng mà ta cũng không cần biết. Cái điều ta biết bây giờ là các con đang muốn rời khỏi cái hòn đảo này. Nhưng mà làm sao rời khỏi được? Cái hòn đảo này nó rất là quyền bí. Ủa? Ủa sao hai đứa mệt lạ gì ta? Trời ơi các con ơi, các con là những thanh niên trai tráng. Khi lạc vào những cái tình cảnh này các con không được bỏ cuộc. Trong kìa, hai đứa con á, ta nhìn hai đứa con còn rất là nhiều năng lượng. Bây giờ các con á, phải xả hết cái năng lượng đó ra. Đó là những cái năng lượng không tốt. Sau đó các con ăn con gà này vào, nạp đầy đủ năng lượng. Tại vì mình phải xả hết cái những cái năng lượng long đền, con hiểu không? Đó, bây giờ con hãy hát lên những bài hát sôi động. Hát lên, xả năng lượng, sôi động lên, yêu đời lên. Nếu chỉ còn một ngày để sống. Đó là tận cùng của sự bế tắc con nghe. Thôi thằng này không được rồi, qua thằng này đi. Con hát yêu đời lên, lạc quan lên. Dạ. Rồi mộ chàng đắp cạnh mộ này. Hai đứa bay chết là đúng. Người ta nói là những cái bài nhạc lạc quan yêu đời, ít ra là cũng phải như vậy. Vô. Công nhận luôn ha. Có cái bà này tới á, tự nhiên bà làm bà cho nhảy rồi. Mình tuột hết năng lượng rồi. Vậy thì mình phải nạp năng lượng. Ăn gà. Con mẹ thần tào lao. Nhìn cái tướng khổ sở của bà là biết bà không có hậu rồi. Thôi. Một con gà mà bà cũng quất luôn. Thôi bỏ đi. Thua keo này bày keo khác, không? Không ăn được cái này mình ăn cái khác. Nên nhớ mình còn cái lưới. Nãy giờ mình để dưới chắc chắn là có cá có tôm đồ vô nữa rồi. Thôi vậy hả? Ừ. Bây giờ mình thức máu. Tôi không tin là không có cá tôm luôn đó nha. Đâu vớ thử coi. Kéo lên coi. Từ từ. Rồi. Bên ông có gì chưa? Cái quần. Cái áo sơ mi. Cái quần. Cái nón. Cái quần. Cái khăn. Cái quần. Không chửi tôi nữa. Cái quần. Mày chửi hoài vậy ba? Cái quần. Cầm cái gì mà chửi hoài vậy? Thì tao bóc lên quần, tao nói quần. Nhanh nè. Mà sao kỳ ha, thấy không? Tôi nè, đa đại thế loại luôn nè. Còn ông sao tự nhiên có quần không? Quần của ai dưới đó mà quá trời quần của ai? Cái quần của ta. Cái quần của ta. Cái gì quần của ông? Tôi mới vớt dưới biển lên mà. Cái quần của ta. Cái quần của ông đang mặc cái quần kìa. Bấy lâu nay ta cứ nghĩ là ta không mặc quần chứ. Ta đi đây. Hả? Ê, biết sao không? Cái dạng mà cái dòng mà lâu năm mà sống trên đảo á. Ê nhưng mà nè, ê, sao mà ông là quần không nè? Tôi áo rồi nón rồi lum nè. Trời ơi, rồi một đống đồ này quá trời luôn. Hả? Rồi tụi mình làm gì với cái đống đồ này vậy ta? Nghĩ thử coi. Ê. Tôi có cách rồi. Nhanh tay khách yêu ơi, đến với shop em nha. Shop em hôm nay giảm giá 30% nha. Ưu tiên 10 comment đầu tiên, 10 comment mình tiên cho shop em sẽ giảm giá nha. Đây cá này 9k quý vị. Cá này 9k thôi, chỉ có 9k thôi. Còn đây, xin giới thiệu đây là mẫu của em. Mẫu của em rất dễ thương quý vị ha. Mẫu của em tuy không có tóc nhưng mà cái đầm vẫn quý vãi như thường quý vị ha. À, khách yêu ơi, đến đây mọi người. Ủng hộ mọi người. Có khách rồi. Chú hồi nãy chú nói chú không có quần đúng không? Ừ. Đây, hãy cầm một cái quần về mặc, đảm bảo mùa đông này sẽ ấm áp nha chú. Ê. Dạ, con cảm ơn chú. Yeah, có tiền. Có khách kìa. Một ông lão già nua giữa biển cả mà có một ông lão già nua. À, đây chắc chắn là ông lão đánh cá mà, con cá vàng. Yeah. Ông lão đánh cá ơi. Mua mua mua
mua vài cái áo về mặc, còn không mặc ra được á thì cái nào nhỏ quá tặng con cá vàng nha. Nha, cảm ơn ông lão đánh cá và con cá vàng. Ôi, bán được rồi, bán được rồi, bán được rồi. Wow, có khách, có khách. Hả? Ai đây? Simbet. Trời ơi, Simbet bây giờ teo héo còn chút xíu vậy đó hả ông? Simbet, đúng rồi Simbet. Đây, 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 tôi biết rồi. Ông không chăm lo cho bà Mê không nấu ăn cho ông mới ốm như vậy. Hãy cầm cái đầm này về tặng cho chị Mê sẽ nấu ăn cho Tinh nha. Khuyến mãi luôn, khuyến mãi nè, tặng rồi, thêm tặng đó. Tặng thêm đó rồi. Cảm ơn Simbet rất nha. Nhiều. Wow, có tiền, có tiền. Có tiền, có tiền, có tiền rồi. Có khách, có khách. Ô, một anh trai nữa, có một anh trai nữa. Anh trai này rất là cao to, đẹp trai, mặt rất là ngầu. Không biết anh trai này là ai đây? Không cướp, ăn cướp không cướp mà vẫn trả tiền luôn quý vị ơi. Quý vị thấy không, shop em rất là uy tín, ăn cướp vẫn trả tiền cho tụi em. Bây giờ em có rất nhiều tiền quý vị ơi. Wow wow wow, có rất nhiều tiền nhưng mà sống trên đảo thì tiền làm cái gì? Sao không suy nghĩ đi? Hả? À, mày thử mày suy nghĩ đi, sống trên đảo này tiền làm cái gì? Không 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 không, tuy là mình không làm được gì mà đổi lại hồi nãy đó. Hồi nãy mình có sự tương tác nhiều người. Có nhiều người tương tác? Ờ ờ. Vậy sao mày không kêu người ta tìm cách hả cứu mình ra khỏi cái đảo quan này đi? Ờ ha. Ê, không sao không sao không sao không sao. Rồi bây giờ mình bán đồ tiếp, bán đồ tiếp xong rồi người ta tới tương tác kêu cứu. Bán còn cái gì đâu mà bán. Mày nhìn tao nè, mày suy nghĩ cho kỹ đi, mày nhìn tao nè. Tất cả là tại mày, mày quá ngu. Có bao nhiêu người lên đây mày không chịu kêu người ta cứu mình. Thôi đi, cái gì ông cũng đô thừa tôi hết trơn á. Ôi sao không nghĩ tại ông đi. Tại ai? Tại cái lưới này nè, đây, tại cái lưới này của ông, thấy không? Cái lưới này là tóc của ông mà nó không có hiệu nghiệm gì hết, quăng xuống dưới không có được cá tôm gì hết, toàn mấy đồ tàu lao không à. Mày chê cái lưới của tao? Tôi chê đó. Chê thì dục đi, dục đi. Ủa bị gì vậy? Nước văng ướt tóc. Tóc đâu nữa ướt ba. Hả? Ấy là ba lên liền à. Hey, các con thân mến, có phải các con vừa làm rơi cái lưới này xuống biển hay không? Không đúng chứ gì. Ha 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 ha. Hey lên nhà. Tao nói bả bị gì mà mày không tin? Đó bình thường, đúng không? Ừ, sao mà bả lên rất là nhạt nhòa, bả lên không có một mục đích. Không không, tôi biết, chắc bả lên để tạo không khí á. Tạo không khí là đã có mục đích rồi. Bà lên bà quất luôn con gà của tôi rồi, bà còn bà làm cái gì vậy? Ơ ừ, xin lỗi xin lỗi. Ơ ừ, tôi quên. Tại vì tao thấy ăn con gà xong á tao bị có lỗi quá đó, nên tao lên đây tao định tặng cho tụi con cái lưới này nè. Thôi, tôi cũng cần lưới đâu. Cái biển này thấy kia ghê lắm, quăng lưới xuống không có được cá tôm như toàn cái thứ tàu lao không à. Không, đây không phải là cái lưới bình thường mà là một cái lưới đặc biệt. Wow. Là lưới gì? Lưới trời lồng lộng. Trời ơi trời, nghe cái tên là hết dám phạm pháp luôn. Với cái lưới này trong tay, các con sẽ có một điều ước. Chỉ cần các con đồng lòng cùng nhau nghĩ về điều ước đó rồi thả xuống biển, chắc chắn điều ước của các con sẽ trở thành hiện thực. Tại chúc các con mau rời khỏi cái hòn đảo này. Ta đi đây. Bà cho cái lưới thần kỳ nha. Thiệt không? Mình thử đi. Thử hả? Ừ, bây giờ chỉ cần tôi với ông nè, cầm mỗi người đầu, mình cùng nghĩ về một cái trong đầu. À, nghĩ vô, nghĩ kỹ vô. Xong chúng ta phải đồng lòng thả lưới thì mới thành sự thật. Bây giờ đồng lòng nha. 2, 3. Đồng lòng ta cạn biển đông chứ đồng lòng. Đồng lòng ta cạn biển đông chứ đồng lòng. Ê! Ê! Ê, được rồi nè, phụ tôi kéo lên coi. Ờ, kéo đi. Ủa, sao không có gì hết trơn ta? Ủa, ông nghĩ tới gì mà sao không có gì hết trơn vậy? Có kịp nghĩ gì đâu, chưa gì hết ông quăng xuống rồi. Mới kịp nghĩ coi cái gì nặng quá thôi. Trời ơi, nặng cái gì? Đã nói là phải suy nghĩ về một thứ để ước mà. Vậy chứ ông nghĩ vậy vậy? Thì tôi nghĩ về chiếc ghe. Rồi chiếc ghe đâu? Ủa, sao kỳ vậy ta? Ông nặng ghê. Trời, lên con ghẹ luôn nè bà. Hả? Trời ơi, lên con ghẹ luôn nè. Cái gì? Thôi đó, thấy chưa?
tôi đã nói rồi, không thể tin được cái con mẹ sổ sữa đó. Nhìn cái tướng là không có hậu. Vậy là đúng rồi, vậy là cái lưới này không bao giờ có thật. Có chứ sao cơ. À, hoài luôn á. Ê, tôi ước chiếc ghe. Có chiếc ghe. À, nhưng mà tôi ước nặng. Tao đủ nặng rồi đó mày. Tao đến đây để đưa hai con rời khỏi đất liền. Yeah. Nhưng chiếc ghe này ngoài ta ra, nó chỉ chở được một người duy nhất và đầu tiên bước lên chiếc ghe này mà thôi. Ăn giang, mẹ ăn giang. Lùi xuống. Gì vậy, không cho hả? Tôi phải lên ghe. Tôi cũng phải lên ghe. Tại sao phải lên ghe? Tôi có con nhỏ ở nhà. Tôi còn mẹ già ở nhà. Con nhỏ phải cần có cha. Mẹ già rất cần có con. Tôi phải sống với con. Tôi phải sống. Nhiều ra ít bị. Nhiều ra ít bị. Thôi dẹp đi. Hai thằng chừng nào mới bị. Quán tô si. Yeah, tao thắng rồi. Thắng cái con khỉ. Ở đây đi. Ở đây luôn đi. Ha, chỉ có một mình tao được thoát thôi. Ha, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho mình cái lưới luôn nè. Tạm biệt. Ê, ta đi rồi kìa. Mà mày đứng trên cái gì? Leo lên. Tôi thoát chết rồi, mừng quá. Wow, trời ơi, cái lưới này đi, cái lưới này nó hay ghê luôn á. Nó có thể kéo được tôi lên luôn. Không biết nó làm bằng chất liệu gì mà sao nó chắc quá vậy ông? Trời ơi, còn phải hỏi. Đây chính là lưới làm bằng từ cao su ở nhà làm, đặc biệt có thể được chịu đựng độ mặn của nước biển. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị có đi đâu chơi xa thì hãy mua cái lưới này bỏ vào trong ba lô, để lỡ có lạc vào đảo quan như chúng tôi thì vẫn có cái để sinh tồn. Ê, tôi công nhận nha, cái ý tưởng của ông hay thiệt á. Ông hả kêu tụi mình hả làm một cái tiểu phẩm hài, xong rồi hả cái mình quảng cáo cho cái lưới mình luôn. Hay hay quá trời luôn, làm tôi ăn được con gà, luôn. Bà ăn con gà trôi xong luôn kìa bà. Ôi. Nhưng mà tôi cũng hay bằng bà. Sao? Bà kiếm ra được cái hả phim trường y như cái đảo quan thiệt vậy đó. Cái này đảo quan với phim trường gì cha? Hay vậy? Nguyên cái đảo quan luôn đó. Trời ơi, tôi sao hay bằng cha này. Trời ơi, muốn luôn hai chiếc ghe, một chiếc ghe để tôi treo lủng lả. Thôi bây giờ mình gom đồ đi về đi chứ. Thôi gom đồ lên ghe đi về nha. Ghe nào? Dạ. Cái ghe thiệt, tôi quên neo lại rồi. Trời ơi. Chúc mừng tiết mục rất thành công của nhóm Chuẩn Đam Mê. Bây giờ Sam xin mời là các bạn, chúng ta sẽ cùng giới thiệu từng thành viên trong nhóm cho quý vị khán giả biết nhé. Nhóm Chuẩn Đam Mê xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả của chương trình Tiểu Lâm Nhạc Hội lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Xin tự giới thiệu, mình là trưởng nhóm Chuẩn Đam Mê, mình tên là Tuấn Anh. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bùi Công Danh. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kim Đào. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Quỳnh Thiện Trung. Và nhóm Chuẩn Đam Mê ơi, thực sự là với cái sân chơi Tiểu Lâm Nhạc Hội á, đây là một sân chơi đầu tiên mà dường như là không có giám khảo. Giám khảo của mình là những quý vị khán giả, thì không biết là các bạn có áp lực hay là có cái cảm nghĩ gì hay không? Thật sự mà nói, nếu mà không có ban giám khảo á, thì vẫn áp lực chứ. Tại vì chính quý vị khán giả cũng là những ban giám khảo mà. Nhưng mà quý vị khán giả ở trường quay rồi, mấy quý vị khán giả xem đài nữa, coi như là rất là nhiều ban giám khảo, cho nên là phải càng áp lực, mình phải làm sao cho thật sung, thật sôi động, thật sơm và thật ý nghĩa để gửi món quà tinh thần đến cho tất cả mọi người chứ. Cho nên là cũng áp lực như thường à, chứ không có khác đâu gì đâu. Nhưng mà Sam cũng xin chúc mừng phần trình diễn ngày hôm nay của các bạn, bởi vì với Sam đây là một tiết mục vô cùng tuyệt vời để mở màn cho Tiểu Lâm Nhạc Hội ngày hôm nay.
Cảm ơn.